Bạn ơi, bạn ở nhà, anh đi chơi với trai bạn, anh đi chọc sàn đây. Sâu đậm, rực rỡ sắc màu thổ cẩm, rộn ràng tiếng trống tiếng chiêng, ngả nghiêng vòng xòe. Được say bên nồi thắng cố, anh cảm thấy như mình được lạc vào thế giới của không gian và sắc màu vậy bạn ạ. Anh Nam ơi, đây là những bản sắc văn hóa độc đáo, là tài sản tinh thần to lớn của nhân dân các dân tộc Mộc Châu. Nhiều di sản như lễ hội hét trá của người Thái, lễ lập tịch của người Dao, lễ cúng dòng họ của người Mông là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Anh nghĩ chúng ta và bà con dân bản cần phải trân trọng giữ gìn và phát huy những giá trị độc đáo đó phải không bạn? Vâng, còn rất nhiều những bản sắc văn hóa đang được truyền dạy và gìn giữ cho các thế hệ để giá trị văn hóa quê em được trường tồn với thời gian. Bạn ơi, anh thấy phía xa xa, đó có phải là những chàng trai cô gái Lào họ đang đến để chung vui ngày Tết độc lập với dân tộc ta phải không bạn? Vâng, năm nay kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt-Lào, một mối tình thủy chung son sắt, tình đoàn kết thắm thiết keo sơn là tài sản tinh thần to lớn của hai dân tộc Việt-Lào. Mộc Châu quê em cũng rất vinh dự là nơi được chọn để tổ chức giao lưu chính trị, văn hóa, quốc phòng giữa hai nước anh ạ. À. Bạn này, bạn có biết Lam Vông không vậy? Bạn dạy anh Nam Lam Vông nhé. Dạ được chứ anh. Anh thấy không, bài ca Việt Lào đã vang lên rồi. Chúng mình hãy cùng hòa mình vào điệu múa Lam Vông thôi anh. Bên dòng suối
say đắm lòng chúng ta nối liền núi sông liền sông tô thắm trong năm xưa tình Việt Nam hai nước chúng ta vì non sông là gốc vóc vì tương lai muôn đời cùng chung tay ta xây đắp tay trong tay ta mà khi mùa mùa lắm tới em hoài niệm chung tiến đàn bầu anh nhịp bước tay trong tay men rượu cần say ngất ngây tình em đây ngọn núi biếc giọt sương rơi ngày ngày tình anh đây như thác trên những con đường bê tông mới, những con đường uốn lượn bên những cánh đồng lúa xanh bát ngát, chạy quanh những hàng bơ, những vườn chanh leo chiếc quả. Anh thấy quê em dường như đang đổi mới từng ngày, phải không Ban? Vâng, năm qua Đảng bộ chính quyền Mộc Châu đã quyết tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, làm tốt công tác an sinh xã hội, đã làm 196 căn nhà đại đoàn kết đấy anh ạ. Ban này, nhìn những ngay căn nhà khang trang bên ẩn hiện bên những vườn cây chiếc quả, mùi thơm của hoa trái đưa hương, anh chợt nảy mấy câu thơ, anh đọc Ban nghe nhé. Con đường về bản hôm nay, nắng vui đưa lối, hoa bay theo chào. Anh Nam lãng mạn như thi sĩ ấy, đấy chính là con đường xanh sạch đẹp của xã Mường Sang, đã đạt chuẩn nông thôn mới. Quê hương em đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp. Nhiều sản phẩm của Mộc Châu đã có thương hiệu như chè, sữa, mận hầu, quả bơ và rau sạch. Thấy không, dường như mùa xuân đã về với bản làng, với quê hương Mộc Châu rồi, phải không Ban? Ban đưa anh đi hội mùa xuân đi Ban. Vâng, ta đi thôi anh.
mộc châu trong sương sớm em vui nắng lên nương, hạt sương mai rơi nhẹ lộng lẫy trên búp lá. Thank you.
anh đây. Ôi, bạn ơi, bà con dân bản họ đang làm gì vậy? Anh ơi, mọi người đang đi xúc cá, là một tập quán của dân tộc Thái để cải thiện đời sống đấy anh ạ. Ôi, anh chưa được xúc cá lần nào. Bạn dạy anh xúc cá nhé. Vâng. Anh cầm như thế này nhé. Bạn ơi, được cá rồi này. Ôi, anh làm giỏi quá. Hôm nay bạn để anh vào bếp, anh nấu nướng. Mời bạn và ấy nhé. Chắc là ải em sẽ vui lắm anh ạ. Anh có mệt không? Anh không bạn ạ. Được tham gia vào các hoạt động của bà con như thế này, anh thấy mình thật hạnh phúc, bạn biết không? Anh Nam à, em muốn anh trải nghiệm và khám phá sự hùng vĩ của thiên nhiên, độc đáo của bản sắc văn hóa, mộc mạc giản dị mà đằm thắm của tình người cho mộc. Nhưng em chỉ sợ anh lại vội vàng như mấy lần trước. Không bạn ơi, lần này anh quyết định rồi. Lên với Mộc Châu, anh sẽ khám phá về nét đẹp của con người, về văn hóa của thiên nhiên nơi đây bạn ạ. Anh Nam, anh biết không, quê em đang triển khai đề án phát triển du lịch, đưa Mộc Châu trở thành siêu vườn trường, một điểm đến không thể thiếu trong các nhà trường, cho thanh thiếu niên học tập và rèn luyện kỹ năng sống đấy anh ạ. Bạn đưa anh nữa đi. Vâng, ta đi tiếp thôi anh. Thank you.
Về Mộc Châu đời trẻ xanh biếc hương thơm nồng nàn lan xa. Về Mộc Châu pha luồng lưu dấu Tây Tiến một thời oai hùng. Về Mộc Châu ấm áo thác trắng dài yếm hương hờ buông lơi. Khói lam chiều bồng bềnh tiên cảnh tượng đài Tây Tiến khúc tráng ca. Ô kia Mộc Châu, 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 ô kia Mộc Châu. Về Mộc Châu đồi trẻ xanh biếc hương thơm nồng nàn lan xa. Về Mộc Châu pha luồng lưu dấu Tây Tiến một thời oai hùng. Về Mộc Châu ấm áo thác trắng dài yếm hương hờ buông lơi. Khói lam chiều bồng bềnh tiên cảnh tượng đài Tây Tiến khúc tráng ca. Ô kia Mộc Châu, 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 ô kia Mộc Châu. Về Mộc Châu đi em, thảo nguyên xanh giữa mắt thành. Đêm hội tình say đắm, bước chân người cười nói xôn xao. Về Mộc Châu đi em, thật mong căng ngày hồi hái quà. Hoa cài vàng vời vợi, đón em về với Mộc Châu xanh. Về đi em, Mộc Châu, về đi em, Mộc Châu, về đi em, về đi em, Mộc Châu xanh. Muốn đi đường Tây Bắc, Mộc Châu, một bức tranh xanh màu. Mộc Châu là kỷ niệm dài lâu, hãy đến mau mai sẽ hết u sầu. Sẽ chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn về Mộc Châu. Thank you.
đánh cù lù, đánh cù lù, đánh cù khi mùa xuân về bản em. Đánh cù lù, đánh cù lù, đánh cù khi mùa xuân về bản em. Khi mùa xuân về trai bàn đi đánh cù lù, giữa mùa hoa đào hoa mận hoa bàn nở rộ. Ô kìa trai bàn trai mường khắp nơi tu hồi, sương mờ răng trời ta cùng đi vui vui cù lù. Đánh tù lù kìa nó đánh tù lù, nhìn này từ thấy trưa này tôi đã đánh tù lù đẹp chưa, thích trưa này muốn thích trưa này à à, nàng có đi về nàng cùng ta về làm dâu. Bạn ơi, bạn nhìn kìa, quê hương Mộc Châu em đổi mới từng ngày. Lên đến Mộc Châu, anh được cảm nhận hương thơm của chè, vị ngọt của sữa, được tham gia vào các hoạt động, các lễ hội. Anh thấy mình thật tự hào và càng yêu Mộc Châu biết bao bạn ạ. Anh Nam ơi, trải qua năm tháng, người dân quê em càng tự hào và trân trọng những gì thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất này. Đó là những tài sản vô giá, là những truyền thống văn hóa mà bao thế hệ đã dày công vun đắp. Bây giờ em muốn đưa anh về chung vui ngày Tết độc lập với dân bản. Còn chờ gì nữa, ta đi thôi bạn.
xưa, các dân tộc anh em cùng đứng lên đánh giặc bảo vệ quê hương thân yêu của ta. Hoa khắp nơi nơi, mọi người đang tưng bừng mừng ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9. Anh thấy mình thật tự hào khi đến nơi đây những ngày này, bạn ạ. Anh Nam ơi, Mộc Châu quê em đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Người dân quê em sẽ quyết tâm xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới để Mộc Châu trở thành trung tâm của khu du lịch quốc gia. Anh nghĩ chúng ta và bà con dân bản cần phải trân trọng giữ gìn và phát huy những giá trị ấy để không phụ lòng các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp cho quê hương Mộc Châu của chúng ta ngày càng phát triển. Lần này anh về. Sao, anh Nam, sao lần nào lên với em anh cũng vội vàng vậy? Anh có biết em mong ngóng đến ngày này để được gặp anh không? Kìa, bạn biết không, đã 4 năm qua, lần nào lên đến quê em cũng để lại trong anh những cảm xúc mới mẻ. Mỗi khi rời xa mảnh đất đầy nghĩa tình này, anh nhớ ban, anh nhớ bản làng, nhớ những con người giàu lòng mến khách. Anh sẽ nhớ Mộc Châu, anh sẽ nhớ quê em và anh nhớ ban nhiều lắm. Anh Nam, vẫn biết là anh còn nhiều việc phải làm, nhưng mỗi lần nói đến điều này, em vẫn cảm thấy trong lòng xao xuyến kỳ lạ, muốn anh ở lại nơi đây với em. Anh hứa với ban, anh sẽ trở lại thăm ban, thăm bản làng quê hương Châu Mộc. Anh sẽ giới thiệu quê em với bạn bè, với du khách gần xa để họ đến đây trải nghiệm và khám phá miền đất tươi đẹp này với những con người giàu lòng mến khách, với miền đất đậm đà bản sắc dân tộc. Anh Nam, anh hứa nhé, chúng em luôn rộng mở vòng tay chào đón anh và mọi người. Kìa anh ơi, trống chiêng đã nổi lên rồi,
chúng mình hãy hòa mình vào vòng xòe với bà con thôi anh. Ta đi nào bay.
toàn thể quý vị. Lúc này đây xin mời toàn thể quý vị hãy cùng hướng mắt lên màn đêm của cao nguyên Mộc Châu, cùng thưởng thức màn bắn pháo bông rực rỡ và tuyệt đẹp để kỷ niệm 72 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và chúc mừng cho đêm hội của chúng ta đã thành công rực rỡ. Sau đây xin mời toàn thể quý vị hãy cùng đếm ngược với tôi, hãy đồng thanh đếm ngược với tôi. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1, chúc mừng! Ban chủ tịch chúng tôi xin kính mời quý vị đại biểu, quý vị du khách hãy cùng hòa mình trong vòng xoè đoàn kết, vòng xoè thân ái của Mộc Châu. Xin mời các vị đại biểu, xin mời toàn thể quý vị và du khách gần xa, chúng ta hãy bước lên phía trên này, hòa mình vào cùng với điệu xòe. Thưa quý vị, bầu trời của màn đêm Mộc Châu đã bừng sáng lên, thể hiện rằng màn đêm đã bừng sáng và thể hiện rằng tình cảm, tình yêu của chúng ta đã dành cho Mộc Châu như là một điều gì đó sẽ thắp sáng lên. Và chúng ta hãy cùng hy vọng và chúc mừng cho Mộc Châu của chúng ta sẽ luôn luôn tươi đẹp. Vâng, kính thưa quý vị, với những đổi mới rõ nét từ khâu tổ chức, quảng bá hình ảnh đến nội dung chương trình thì chắc chắn rằng Ngày hội Văn hóa các dân tộc Mộc Châu đã đem đến cho quý vị những phút giây không thể nào quên. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng hòa mình trong điệu nhạc, hòa mình cùng với điệu múa. Chỉ có duy nhất một dịp trong năm thôi ạ. Xin mời toàn thể quý vị đại biểu cùng bà con nhân dân du khách gần xa, chúng ta hãy bước lên phía trên này, hòa mình vào những điệu xòe, những cái nắm tay đoàn kết, hữu nghị thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc anh em chúng ta. Xin mời toàn thể quý vị ạ. Phía trên này có những hàng nhảy sạp, xin mời quý vị hãy bước lên phía trên này để cùng tham gia vào những vòng xòe, những điệu nhảy sạp của chúng tôi. Thưa quý vị, những cái nắm tay thật chặt thể hiện tinh thần đoàn kết của các dân tộc anh em, thể hiện niềm tin, niềm tự hào của các dân tộc anh em. Và hy vọng rằng buổi tối ngày hôm nay chúng ta có một niềm vui thật ý nghĩa, thật trọn vẹn. Mời quý vị hãy bước lên sân khấu này ạ. Còn rất nhiều chỗ trống. Xin mời quý vị, tất cả chúng ta hãy cùng nhau hòa vào không khí này đi ạ.
những cái nắm tay thật chặt, những điệu múa, những điệu nhảy xúng xính thật là tuyệt vời. Hy vọng rằng buổi tối ngày hôm nay thì tất cả quý vị đã có một niềm vui trọn vẹn và thật là ý nghĩa. Ở phía trên đây của chúng tôi còn có những bình rượu cần. Nếu như du khách gần xa chưa có dịp được thử những bình rượu cần thì bây giờ đây là lúc để quý khách có thể đấy ạ. Xin mời toàn thể du khách. Cùng nhảy những điệu nhảy của các dân tộc của chúng tôi tại ngày hội hôm nay. Xin mời quý vị.